Một buổi học Pháp được an vui tiếng quá. Dạ con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Quý vị hãy lắng nghe giáo Pháp. Mọi thứ của ngày hôm qua cũng đã diệt đi, không bao giờ còn quay trở lại nữa. Ngày mai thì chưa có đến. Khoảnh khắc này cũng đang có cái thấy mà chúng ta chưa có hiểu về nó. Cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Chính vì chúng mà chúng ta đau khổ lâu dài. Chính vì chúng giống không, sanh diệt mà chúng ta chấp lối lại và cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và chúng ta không biết được rằng trong khoảnh khắc nghe thì chỉ có mỗi âm thanh ở đó, không có cái thấy ở đó, không có cái ngửi, không có cái nếm, không có cái suy nghĩ ở đó, không có đàn bà, đàn ông, không có thế giới nào ở đó ngoài cái sự nghe và âm thanh. Những cái này rất vi tế phải không? Chúng sanh khởi suốt một đời mà chúng ta có bao giờ biết về chúng đâu. Mặc dù chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nói mà kể cả chúng ta có biết về nó, thì chúng ta biết là cái tuệ của chúng ta cũng còn rất lâu nữa mới sanh khởi. Phải có rất nhiều sự kham nhẫn thì mới bẻ gãy được bánh xe sanh tử sau cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm này. Giờ này thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi im tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo tối thượng. Arahang samma sambuddho phagawa phagavantang afivadeni sakhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato sāvakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cùng đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin cung kính đảnh lễ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có niềm tin chánh học và hành theo chánh pháp, người ấy sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực của mình và thành tựu ba la mật, nhiễu ngộ được niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và tinh tấn học hành nghe theo lời dạy của Đức Phật và sớm xứng đáng là con của ngài, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào câu kệ số 418 Phẩm Bà La Môn. Ở đây thì nói đến vị các vị thánh cho đến các ngài ngay Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác, các bậc Thinh Văn, đại đệ tử, cho đến cả những vị mà đã chứng chi sơ quả, hay là những vị mà cũng đang là những bậc mà đi vào con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy, tứ thánh đế. Hãy nhớ nhé, chúng ta học cái gì thì cứ học, nhưng mà hãy để lại và luôn luôn quay về khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này để chúng ta lần mò ra
cái trục quay của quả luân, phiền não luân và nghiệp luân ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn rồi, pháp bảo không có ở trong kinh điển. Kinh điển là những cái bản đồ thôi, pháp là thực hiện giờ mới chính là phát sanh lên trí tuệ. Chúng ta không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ nghe diệu pháp và suy xét, nghiền ngẫm hết kiếp này cho đến kiếp khác. Bất cứ khi nào chúng ta có một cái ý định thực hành một cái điều gì đó thì chúng ta đang không có đi trên con đường bát chánh đạo. Bởi vì chúng ta biết các pháp do duyên sanh rất là vi tế. Nên là cái ý niệm về ngã nó len lỏi ở khắp mọi nơi, ngay kể cả trong giáo pháp của Đức Phật. Chắc chắn rồi, tất cả mọi phương pháp thiền thời buổi bây giờ đa phần là phải hủy hoại giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải là đúng đắn. Chỉ có một số thật là ít thôi. Và chúng ta nếu là con của Đức Phật thì chúng ta hãy thông hiểu trọn vẹn cái pháp học nói về những cái gì là thực trong đời sống, và từ đó trí tuệ sẽ sanh lên. Và chúng ta biết trí tuệ tự dẫn dắt con đường của chúng, không có ai có thể làm được cái gì cả, bởi vì làm gì có ai để mà làm, chỉ có trí tuệ. Và hãy yên tâm, chỉ có trí tuệ là dắt lối, và không có ai trở thành bậc thánh cả, mà chỉ có trí tuệ trở thành tới chính cái thánh quả nữa. Đó là tu đà quần, tu đà hàm và một niết bàn đó, chính cái thánh thế đó. Do vậy là chúng ta phải luôn luôn, ngay từ buổi ban đầu, luôn luôn phải hiểu các pháp là vô ngã, để chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về các pháp duyên sanh. Từ đó tâm của chúng ta nó mới nhẹ nhàng, nó không có tìm cầu, và nó chỉ hiện hữu ở ngay khoảnh khắc đó. Bởi vì những cái gì chưa sanh khởi thì không ai có thể tìm thấy chúng ở đâu cả. Và những cái gì đã diệt đi rồi, chúng không bao giờ sanh trở lại. Nên là chỉ có khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà và chúng ta cần phải tiếp cận. Đầu là chúng ta có sống như thế nào, do chúng ta không hiểu, chúng ta xa rời với thực tại, đó là vô minh. Mặc dù chúng ta đang sống với hiện tại, nhưng mà bị vô minh chi phối, nên chúng ta rất xa với hiện tại. Hãy luôn luôn nhớ cái điều đó. Giờ thì chúng con xin đọc cái câu kệ số 418. Hi toa rát tinh chắc á rát tinh chắc si tí phu tăng ni ru bát tinh sắp bát lô ca phí phung quy răng tam má hằng ru quý râm mạ năng. Người đã từ bỏ sự thích thú, sự thích thú qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, thích thú về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bỏ qua sự thích thú về tất cả mọi pháp hữu vi. Người đó là người gì? Đó là bậc trí tuệ, bậc A-la-hán. Người đã từ bỏ sự thích thú và sự không thích thú. Sự không thích thú tức là sự sân hận đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc và các pháp. Trở lên mát mẻ. Trở lên mát mẻ. Mát mẻ ở đây chỉ cho sự thanh tịnh, niết bàn. Không mầm tái sanh. Không mầm tái sanh tức là tâm của chúng ta nó không có khởi lên cái vọng mong, cái ước mong, cái mong mỏi đạt được một cái điều gì ở trên đời này nữa. Bởi vì nó đã thấy các pháp chỉ là những cái dòng sanh, danh sắc sanh diệt trôi chảy viên mỹ mà không có một cái gì để thành tựu cả. Bản chất của chúng là sanh và diệt, sanh và diệt. Một cái gì đó khởi lên rồi biến mất, rồi lại một cái gì đó khởi lên và biến mất liền. Chứ không có một con người, không có tôi, không có của tôi, không có ai ở thế giới này hay bất cứ thế giới nào. Đó. Nên là vì đó không có mầm tái sanh nữa.
là vị đó đã chế ngự cả thế gian. Thế gian này, thế gian là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, đang bị thiêu đốt bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi ganh tị tật đố, bởi tà kiến, bởi ngã mạn. Bởi gì? Bởi sanh, già, đau, chết, bởi ước ao, bởi khát vọng. Đó, vị đó chế ngự được thế gian. Như vậy là vị đó đã chế ngự được cái gì? Chế ngự được sáu căn của mình. Là bậc anh hùng, là bậc anh hùng. Bậc anh hùng ở đây tức là bậc chiến thắng mọi phiền não nơi tâm của mình. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Như vậy Đức Phật gọi con của Ngài khi nào chế ngự được sáu căn toàn triệt, không còn tái sanh, không còn mầm mống thích thú trong tái sanh ở bất cứ cảnh giới nào, thì ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Hitwa aratincha aratincha si tifu tăng nirupatin sapaloka phi phum vi răng. Người đã từ bỏ sự thích thú và sự không thích thú trở lên mát mẻ, không mầm trái xanh, là vị đã chế ngự tất cả thế gian, là bậc anh hùng. Nhưng không phải chúng ta chế ngự thế gian ngoài kia, mà chính là những cái gì qua tai, qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý đã được chánh niệm tỉnh giác, đã tẩy sạch mọi lậu hoặc. Như vậy chúng ta biết sáu căn này hằng ngày thì ngạ quỷ chúng cũng đến, địa ngục cũng đến, bàn sanh cũng đến, loài người cũng đến, chư thiên cũng đến, phạm thiên cũng đến, mà có thể thánh nhân cũng đến. Phải không? Từ sáu căn này mà chúng ta thấy muôn loài, muôn trùng sanh ra sai biệt khác nhau. Từ hít toa thì chúng ta biết là sau khi từ bỏ, là một cái động từ quá khứ phân tử, chia theo quá khứ phân tử. Từ rát tinh là từ rát tí, là một cái danh từ lưỡng tắc. Ở đây câu kệ này chia theo đối cách là sự thích thú, tức là sự thích thú trong dục, trong sắc thanh hương vị xúc pháp, thích thú trong sanh tử. Aratin, arati là danh từ lữ tánh chia theo đối cách, là sự không thích thú, chỉ cho cái sự sân hận, buồn khổ. Tiếp đồng ngữ là ác, là không, rất tí là một cái danh từ lưỡi tánh chỉ cho sự vui thích, thích thú. Từ si tí, phu tăng, si tí cộng với phu tá, nó là một cái nhóm từ hay một cái hợp từ. Và nó thuộc về nam tánh chia theo đối cách, là sự trở lên mát mẻ, trở lên bình lặng, an tịnh. Chúng ta thấy mỗi khi mà chúng ta thấy cái gì ở ngoài đời bị chém, bị giết, hay là nhất là bà con của chúng ta, tâm của chúng ta nó dao động. Tâm của chúng ta dao động. Hay là chúng ta thấy đẹp, cái gì vui, chúng ta thấy cái vị nào đó nổi tiếng, tâm của chúng ta nó cũng dao động. Dao động. Khi nào mà chúng ta chỉ thấy
Thế giới chỉ có sắc, 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 sắc. Thế giới chỉ có đất, 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 nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Thế giới chỉ có khoảnh khắc của thấy, diệt đi, rồi cái nghe sân khởi. Cái nghe diệt đi rồi cái ngửi, cái nếm sân khởi. Không có con người, không có ai, không có một từ ngã nào cả. Thế giới thật là khổ. Thế giới bị sanh, bị hoại. Thế giới bị mê lầm trong ảo ảnh, trong phù du. Sita là cái sự bình lặng, mát mẻ, tức là không còn ham thích và với thế giới của mắt tai mũi lưỡi nữa. Phu tá, cái căn phu cộng với tá là một cái quá khứ phương từ, là đã trở lên, đã trở lên. Tiếp theo là cái từ nipatthin, là một cái nhóm từ, tiếp đầu ngữ của nó là ni cộng với r cộng với upatthi. Nó thuộc về nam tánh, chia theo đối cách là không có mầm tái sanh. Như vậy chúng ta thường suy xét xem tâm của chúng ta, nó còn ước mong tái sanh, nó còn thích một gì, có còn thương ai một cái gì đó hay không, nó còn dao động bởi đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh nữa hay không. Chắc chắn rồi, khi nào không có trí tuệ, tâm của chúng ta luôn luôn dao động bởi những thứ này. Tiếp tục ngữ ní, tức là không, là lìa, lìa khỏi. Upatthi là một cái danh từ nam tánh, chỉ cho sự tái sanh, sự dính mắc. Sapaloka phiphum, đó là một cái nhóm từ hợp từ, gọi là có ba từ là sapa cộng với loka cộng với afifu. Sapa ở đây là nó thuộc về tính từ là tất cả, loka ở đây chỉ cho sáu thế gian, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Danh từ thế giới, thế gian. Cái thấy không sanh khởi thì thế gian không có sanh khởi. Như vậy, khi nào cái thấy sanh khởi thì thế gian sanh khởi trong khoảnh khắc đó và rồi diệt đi, không bao giờ quay trở lại. Cái nghe không sanh khởi thì thế gian, thế giới không sanh khởi. Nhưng cái nghe sanh khởi với một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi, không bao giờ còn cay trở lại nữa. Thế giới của mùi, cái ngửi, chỉ khi nào cái ngửi sanh khởi thì thế giới sanh khởi và rồi chúng diệt đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Như vậy đời trước cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Đời trước cũng chỉ có kinh nghiệm màu, mùi, vị, dưỡng chất, cứng, mềm, nóng và lạnh. Đời này cũng vậy, ngày hôm qua cũng thế, ngày hôm nay cũng vậy. Và ngày mai, nếu còn thức dậy, thì cũng lại kinh nghiệm cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, âm thanh. Các bạn có tìm thấy ai nữa không? Có cái gì ở thế giới này nữa không? Thế giới này thật là bả quá mù lòa khi Đức Phật đã thấy ra được Pháp. Nên con của Ngài thật là tối thượng, nhờ các bậc thánh nhân đã để lại chánh Pháp mà ngày hôm nay chúng ta được hiểu cái diệu Pháp vô cùng cao thượng của Ngài. Sapa là tất cả, nô cá là thế giới, thế gian. Afifu thì gồm có hai từ, á phí cộng với phu, là một từ người chế ngự. Người chế ngự ở đây là ai? Chính là chánh niệm tỉnh giác với trí tuệ tứ niệm xứ. Tiếp đầu ngữ á phí là quá, á phí là quá hay là cao tột cũng có nữa ha. Còn cái từ phu là nghĩa là thì, là hay là trở thành.
Còn cái từ quý răng là quý rá, là một cái danh từ năm tấm, là chia theo đối cấp, là chỉ cho bậc anh hùng. Bậc anh hùng khó không các bạn? Khó quá phải không? Giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta học cái chữ ở trong kinh điển thì chúng ta thấy, ôi giáo pháp của Đức Phật như vậy chúng ta đã thấy nó đã vi diệu rồi phải không? Nhưng mà tới cái này nữa này, cái này là các bạn chưa có chạm vào nó thì đừng có nói gì đến tu đầu quần hay tứ niệm xứ gì hết. Chưa có được nghe về nó thì không bao giờ mà tứ niệm xứ, tứ gì mà nó sanh được hết. Và kể cả nghe được nó rồi thì cũng còn rất rất lâu nữa, bởi vì trí tuệ nó sanh lên vô cùng chậm chạp. Nhưng ánh đạo, con đường hướng dẫn đã được đi trước một cách đúng đắn, nhớ như vậy. Và có thể là người nào đủ 3 năm mật thì trong kiếp này, hoặc là trong kiếp sau, hoặc là 100 kiếp nữa, hoặc là 1000 kiếp nữa, tất cả pháp nó chỉ tùy thuận vào nhân và duyên. Không có một ai có thể tạo tác một điều gì. Hãy luôn luôn nhớ rằng là như vậy. Từ tiếp theo là tam hăng rumi rama năng, là ta gọi bà nam môn, ta gọi bà nam môn. Như vậy gọi bà nam môn. Như vậy chỉ có con của Đức Phật mới xứng đáng là bà nam môn thôi. Và chúng ta hãy là bà nam môn nhé. Chứ có đừng có. Chúng ta hãy là bà nam môn của Đức Phật, con của Đức Phật. Đừng có là bà nam môn của tà kiến, của phá hủy diệu pháp này. Nhiều lắm, nhiều người phá hủy diệu pháp lắm, phá hủy diệu pháp bằng một cách tinh tế, và chúng ta không thể tưởng tượng được. Khi mà chúng ta có đúng thì chúng ta thấy rất rất nhiều người trong chánh pháp của Đức Phật đang phá hủy cái chánh pháp vô cùng cao đẹp này, và chánh pháp nó bị biến mất chứ. Người ta thực tại nó rất là khó hiểu, nên là họ dùng cái ngôn từ ngôn ngữ này kia, họ bẻ lái rất là nhiều thứ. Họ thực hành môn pháp này pháp kia này kia, từ đó là giáo pháp của Đức Phật này họ không còn nghe pháp nữa đâu. Nên là không không thể lấy vương vị giải thoát được. Ở đây câu kệ này thì Đức Phật, Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là bỏ điều ưa điều ghét, mát lạnh diệt xâm y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi bà la môn. Đó là bản bản dịch Ngài. Bây giờ chúng ta đi vào cái tích truyện. Câu kệ ngôn này Đức Phật khi mà Ngài trú ở cái chùa Kỳ Viên, nhân đề cập đến vị tỳ khu đã từng khiêu vũ, đã từng là một cái chàng khiêu vũ, Ngài thuyết lên cái kệ ngôn này. Và nghe nói rằng có một cái thiện gia nam tử từng sinh sống bằng cái nghề khiêu vũ, tức là khiêu vũ uốn éo bằng mông chân tay này kia. Bây giờ chúng ta thấy những cái điệu nhảy cha 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 là tango này kia đó, những cái điệu khiêu vũ của Ấn Độ thì rất là hấp dẫn. Thì một hôm á, cái y này theo đại chúng đến tịnh xá và nghe được pháp Đức Phật thuyết, và nghe pháp thì Ngài thấy kinh cảm luân hồi, chàng thấy kinh cảm luân hồi quá, và chàng nhàm chán cái đời sống thế tục và xin xuất gia. Xin xuất gia thì cái sự tinh cần, cái 3 năm mật đủ đầy, nên là Ngài rất là tinh cần
quan sát, chánh niệm tỉnh giác với sáu căn của mình, những cái pháp gì nó in dấu, rồi nó phát sanh, nên qua mắt qua tai như thế nào, rồi suy nghĩ như thế nào, rồi nó tầm tướng như thế nào, thì do vì đó chánh niệm tỉnh giác biết rõ được từng các cái căn môn của những cái thế giới thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và Ngài đã thấu rõ mỗi cái thế giới riêng biệt của chúng sanh khởi, và Ngài tách biệt được cái danh sắc rõ rệt và không còn nghi ngờ gì về các pháp hữu vi nữa. Ngài không có đồng hóa cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm là một cái tôi, không có đồng hóa cái thân này nữa, mà vì Ngài đã thấy những cái nhóm sắc này sanh diệt, nó chỉ là cái nhóm sắc, cái đống sắc, cái đống sắc. Nên là những cái lậu hoặc nào phát sanh nên thì Ngài đã diệt tận, và Ngài chứng cái quả vô lậu. Thì một hôm cái vị ấy cùng với đại chúng tỳ kheo, có Đức Phật, Ngài là vị thượng thủ, đi vào làng Khất Thực, và chư tỳ khu thấy con của một cái người khưu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng: này hiền giả, con của người khiêu vũ đang diễn biểu diễn những cái trò mà hiền giả từng biểu diễn, vậy hiền giả có còn thỏa thích với cái nghệ thuật đó nữa không? Thưa chư hiền, tôi không còn thỏa thích nữa. Chư tỳ kheo mới nói với nhau rằng: này chư hiền, cái tỳ khu này nói không thật, vì rằng là ngài mới vào có mấy bữa hả, thì tự cho mình là vị A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn nghe được cái lời bàn tán, thì Ngài mới phán dạy rằng: này chư tỳ khu, con của Như Lai vượt khỏi mọi phiền não rồi. Sau đó Ngài thuyết lên cái kệ ngôn rằng: bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà Nam Môn. Ở đây thì Ngài có chú giải là Manusakkang Yogang, là cái tuổi thọ và năm cái dục tăng trưởng của loài người, cả cái sự trói buộc cảnh trời cũng vậy. Upachagat là người nào đã vượt khỏi trói buộc của loài người và trói buộc cảnh trời, đã thoát ly cả bốn cái điều trói buộc, người ấy ta gọi là Bà Nam Môn. Dứt pháp thoại thì nhiều người chứng đạt cái quả dự lưu. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ. Cõi trời cũng chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, là màu, là mùi, là vị thôi. Bây giờ là cõi trời có kim cương vàng ngọc thì cũng không ăn được, cũng không xài được. Ở cõi người thì kim cương vàng ngọc thì quý, chứ ở cõi người thì phước của các ngài nó chẳng đáng là bao ấy. Nó cũng vô thường. Mà ở cõi phi phi tưởng xứ thì nói chúng chỉ là cái tâm an trú vào cái đề mục an lạc đó, nó cũng chẳng biết gì về những cái thế giới thế xung quanh này. Và rồi nhân duyên đó cũng phải diệt đi. Pháp hữu vi không tồn tại được, vì chúng không thể là thường hằng theo cái kiểu một tự ngã. Chúng chỉ thường hằng với sự sanh diệt, chứ không thường hằng theo tự ngã. Mà dầu là phạm thiên thì cái cốt nõi cũng chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp. Rồi thì tất cả không có cái dục nào lớn bằng
lại là cái sắc thân hương vị xúc này. Rồi tất cả chúng ta vẫn lại quay lại đây. Năm dục này vẫn là hấp dẫn nhất. Bởi vậy Đức Phật mới dạy là con mắt là biển sâu. Con mắt là biển sâu. Đã vô lượng vô tỷ những cái sắc in dấu qua nhãn căn. Và chúng ta đã mê đắm hết cõi này đến cõi kia. Và những cái sắc đó đã đi vào quên lãng. Chúng ta chỉ nhớ những cái sắc gì mà chúng ta thích nhất, làm cho chúng ta buồn nhất, vân vân. Một ít sắc thôi là đã đủ chết cho chúng ta rồi. Quý vị thấy đối tượng thị giác chưa? Đối tượng thị giác thì không phải là cái chai, cái lọ, không phải cái nhà, không phải đàn bà, đàn ông. Nó ở trước mặt chúng ta nè. Nó không biết nói, không biết cười, không biết buồn, không biết vui. Nó không cho nó là ai hết. Hằng ngày chúng ta có đau khổ về nó không? Chúng ta có si mê về nó không? Chúng ta có thích thú về nó không? Nó ở xung quanh chúng ta có hiểu được nó không? Phải không? Và còn lâu lắm mới hiểu. Vì có được nghe đâu mà hiểu. Chỉ khi nào được nghe thì một chút trí tuệ nó sanh lên đã là mừng lắm rồi. Có cái mê đắm nào mà nó lâu bền, nó bền chặt, nó kéo cái dòng tâm thức này vô lượng tử sanh bằng cái âm thanh không? Mặc dầu âm thanh nó là vô tri, vô giác. Thế âm thanh bây giờ chúng ta còn cho nó là đàn bà, đàn ông, chứ chúng ta đã biết nó là xứ chưa? Cái cây, cái nhà nó có phải là xứ không? Cái cây, cái nhà thì nó không phải là xứ. Đàn bà, đàn ông thì nó không phải là xứ. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái đối tượng thị giác đó chính là sắc xứ đó. Chỉ khi nào cái được thấy đang hiện khởi ở đó thì cả hai cái đó đều là xứ. Cả hai cái đó đều là uẩn, cả hai cái đó đều là đế. Cả hai cái đó đều là vô minh riêng hành, phải không? Dường như chúng ta thấy cái thấy liên tục, phải không? Nhưng mà cái thấy sanh khởi vô cùng ngắn ngủi và diệt đi. Cái suy nghĩ về cái thấy thì không còn là cái thấy nữa rồi. Nếu không có xúc thì liệu rằng có cái suy nghĩ về cái thấy hay không? Từ đó chúng ta sẽ thấy được thức ăn của Đức Phật gọi là bốn vật thực suốt cả ngày. Tứ thực nó nằm ở đây, duyên sanh nằm ở đây, danh sắc nằm ở đây,
12 xứ nằm ở đây, giới nằm ở đây, phải không? Nhưng chúng ta có bao giờ nhớ về nó là pháp đâu? À, không. Không khi nào nhớ về nó. Kể cả bây giờ chúng tôi có nói với quý vị chút nữa, chúng tôi cũng không nhớ về pháp. Bây giờ thì nó nhớ vậy đó, nhưng mà chút nữa nó cũng quên bản chất của vô minh. Nó giống như ao bèo, chỉ thấy một cái là cái bèo nó lại tụ lại. Ôi, và người ta nói về trí tuệ thì người ta nói cả tam tạng. Nhưng mà trí tuệ đó có phải không? Không phải đâu. Đó mình mới là cái chữ chứ đâu phải là mình biết rõ về pháp trong đời sống hàng ngày. Người ta chưa biết gì về những cái thứ này, nhưng người ta có thể nói đến đạo và quả và niết bàn rất là xa xôi. Xa đến nỗi mà chúng ta sống cả trong mơ. Chúng ta nhắm mắt lại thì có người nào ở đó, có vợ chồng nào ở đó không? Thế chúng ta mở mắt ra thì nó đi đâu mất rồi? Và khi mở mắt ra thì chúng ta nghĩ rằng mọi thứ, vợ chồng con cái của tôi vẫn ở đây. Vẫn ở đây. Và chúng ta không biết được các quẩn nó sanh diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ nào hết. Nếu như mà chúng ta không hiểu được những cái này thì chúng ta có bỏ được điều ưa điều ghét không? Không. Chúng ta thấy năm dục rất là đơn thuần này của đất nước lửa gió thôi đó. Nhưng mà cả cái thế giới này chiến tranh loạn lạc, tôn giáo sanh ra đủ các cái loại trò hết. Thật là khó phải không? Giáo pháp của Đức Phật, người ta nghĩ giáo pháp, người ta nghĩ giáo pháp của Đức Phật dễ tu lắm. Cứ ngồi thiền là đắc đạo à? Thế trong 13 năm mật thì có cái 3 năm mật nào là thiền không? Có cái 13 năm mật, có 3 mật nào là thiền không? Chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi đó cho thật rõ ràng. À, và nếu mà trí của tứ niệm xứ nó sanh khởi thì nó có chánh định, chánh kiến, chánh tư duy không? Nếu mà trí của tứ niệm xứ nó sanh khởi, chỉ có trí của tứ niệm xứ nó mới có gì? Có thánh giới quẩn, thánh định quẩn và thánh tuệ quẩn. Không có một cái pháp nào mà có thể xen vào đó được nữa. Thiền định có phải là thánh giới quẩn không? À, thánh định quẩn không? Không thể có được. Và người nào nói rằng định nó hỗ trợ cho thiền Vipassana? Xin thưa với quý vị, khi quý vị đắc thiền định rồi, khi quý vị ra khỏi thiền, thì lúc đó tâm đó là tâm thiền hay là tâm sở hữu trí tuệ của dục giới? Quý vị quán cái đó là thiền Vipassana hoàn toàn. Khi bạn đã rời khỏi cái đó là nó diệt cái thiền định đó rồi. Nó không thể là cái đó được đâu. Trí tuệ nó sanh nên nó có sanh chung với cái tổ hợp của nó không? Hay là nó không sanh? Nếu mà nó không sanh thì nó mới cần cái định này hỗ trợ chứ. Nếu mà trí
tuệ nó sanh lên, nó sanh chung với cái chánh định của nó thì hỗ trợ bằng cách nào? Hỗ trợ bằng cách nào? Hỗ trợ bằng cách nào nhỉ? Rồi một sát na tâm nó bắt cái cảnh này, cái cảnh chân đế của nó này, nó có chung đụng với cảnh tục đế được không? Ngoài tứ niệm xứ ra không có thánh giới quẩn, không có thánh định quẩn, không có thánh tuệ quẩn. Nhớ như vậy. Không phải ai nói cái gì mình cũng nghe. Người trí là phải có sự suy xét một cách cẩn mật. Xem rằng có ai đó có thể sanh ra được cái thấy này không? Đức Phật có thể sanh ra cái thấy nghe này được không? Hay là chỉ có Pháp và Pháp mà thôi? Đức Phật có, nếu mà Ngài mà ấy được Pháp thì Ngài đã không nói về vô ngã. Vậy cho chúng ta thấy ba la mật là vô cùng quan trọng. Và tứ niệm xứ chính là hỗ trợ ba la mật, và ba la mật cũng chính là kết hợp với tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ khi chúng ta hiểu được thì cái sự nhẫn nại chân thật trí tuệ nó sanh lên, đó chính là ba la mật đó. Và tứ niệm xứ là cái gì? Cái thấy có phải là tứ niệm xứ không? Nó có phải là đối tượng của trí tuệ được không? Chắc chắn. Cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Còn cái đàn ông đà này kia, nó có thể làm tứ niệm xứ được không? Nó có thể là thánh giới quẩn, thánh định quẩn được không? Thánh tuệ quẩn được không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dường như là chúng ta suốt ngày chỉ nghĩ về con người này, con người kia, phải không? Và nghĩ về cái phương pháp môn này, phương pháp kia để chúng ta tu. Mà thậm chí có những người không có biết một chút nào cả, họ vẫn đi dạy thiền như thường. Phật có dạy cho ai để trở thành thiền sư không? Chắc chắn là không. Ngài chỉ nói Pháp là thực hiện giờ. Không ai có thể đoán trước được mình sẽ nghe âm thanh gì vào cái khoảnh khắc sau, phải không ạ? Và chúng ta thấy đó, khi có duyên thì âm thanh sanh khởi và trí tuệ cũng sanh khởi. Và không có duyên rồi thì âm thanh sanh khởi mà vô minh sanh khởi. Điều đó là rất rõ ràng và thiết thực. Và lúc đó chúng ta kiểm tra ngay rằng ô, Đức Phật dạy quả thật là do nghe, do như lý tác ý mà mình sanh khởi. Như chân như thật không? Có cần phải làm cái điều gì nữa không? Chỉ có không hiểu về nhân duyên thì chúng ta mới làm thêm một cái điều gì đó. Và làm thêm đó chính là vô minh. Tiếp nối. Và cứ thế họ làm mãi. Còn khi đã hiểu Pháp thì chỉ hiểu cái khoảnh khắc đó thôi. Còn không hiểu thì nó diệt đi.
lại tiếp tục nghe pháp, để lại tiếp tục hiểu, và cứ hiểu dần lên, dần lên, dần lên. Mà hiểu biết thì nó phát triển hiểu biết hay nào? Tôi phát triển hiểu biết, định nó có phát triển hiểu biết được không? Chánh niệm có phát triển hiểu biết được không? Chánh niệm nó có hiểu biết không? Chánh niệm thì không phải là trí tuệ rồi. Chỉ có trí tuệ mới hiểu được tất cả pháp mà thôi. Còn định thì khoảnh khắc nào nó cũng có định hết á. Thấy cũng có định, nghe cũng có định, ngửi cũng có định, nếm cũng có định, xúc chạm cũng có định, tham sân si gì cũng có định hết. Nhưng mà khi trí tuệ sanh khởi thì vô tham, vô sân, rồi tính niệm tàm quý vô tham, vô sân, hành xả nó có không? Hay là nó mỗi đứa đi một ngã? Làm sao có cái chuyện đó được? Nhưng mà chúng ta vẫn cứ ngớ ngẩn ở trong điều đó, phải không? Chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không đủ tự tin để sống trong đời sống này, trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta chỉ luôn luôn thích mò mẫm chứ không thích hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày này, thì ta sẽ thấy ra được các pháp. Cái thấy nó có duyên riêng của nó mới sanh khởi, phải không? Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Và nó có cần phải được hiểu không? Không. Thiền định có hiểu được về nó không? Chắc chắn là không rồi. Chỉ có trí tuệ mới hiểu được nó là thực, là pháp thôi. Như vậy thì cuộc sống nó chỉ có những cái thấy nghe ngửi nếm đụng cứ thay nhau sanh và diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ này, thì nó có khổ không? Và chúng ta không thể chọn lựa được đối tượng thị giác, mà chúng ta cứ mong cầu cái đối tượng thị giác là tốt đẹp, là như này như kia để phục vụ cho cái ý niệm về ngã, là tôi, là của tôi này, thì nó có khổ đau hay không? Chắc chắn là Đức Phật dạy sanh là khổ là như vậy, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ u ai là khổ. Nhưng mà có ngày hôm nào mà chúng ta không chết không? Hằng ngày những cái thấy nghe ngửi nếm đụng này sanh và chết đi không có sự ngừng nghỉ. Có ai khóc, có ai buồn, có ai thương, có ai hiểu về nó không? Không. Rồi nó cũng lại sanh khởi. Và không có trí tuệ thì cũng không sao mà hiểu được. Và tất cả nó đều tùy thuộc vào duyên thôi, chứ biết làm sao bây giờ, phải không? Quý vị có cảm thấy chúng tôi nói như vậy rất là chán không? À đúng rồi, nếu quý vị thiếu hiểu biết thì nó chán lắm, không muốn nghe đâu. Còn nếu quý vị có trí tuệ thì quý vị sẽ vô cùng tri ân Đức Phật.
tất cả những cái gì chúng ta đùa chơi, chúng ta ái luyến ở trên thế gian này chỉ là đất nước lửa gió màu mùi vị cứng mềm nóng lạnh và những cái tử thi, ăn tử thi, ngủ tử thi, vui đùa với tử thi, với cái xác thân hôi thối này. Và rồi chấm dứt mạng sống. Và ngày nào còn vô minh thì lại tiếp tục tái sanh nữa. Không phải chúng ta tái sanh, chúng ta không chọn được cái sự tái sanh đó. Kể cả chúng ta có làm phước báo như thế nào, chúng ta không thể chọn được. Cũng vậy, quý vị đâu có muốn cái thân này của mình là què quặt, đừng có già, đừng có bệnh. Rõ ràng chúng ta làm rất nhiều phước báo nhưng không thể chọn lựa được theo ý của mình. Không thể được. Nghiệp nó cho. Mà nó cho ra cái gì thì cũng chỉ là cái thân năm uẩn và rồi lại chết nữa. Như vậy kiếp nào chúng ta cũng chỉ quanh quẩn với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng với những cái màu mùi vị. Chúng ta có làm thiện bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ kinh nghiệm màu sắc, âm thanh, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, nặng, đất, nước, lửa, gió. Đau khổ không? Đau khổ. Mà cái mà chúng ta cho là mẹ, là vợ, là chồng thì cũng lại là như vậy, cũng lại là đất nước lửa gió, màu mùi vị, cũng là ngũ uẩn, thương đó rồi chia ly đó. Và họ đi đâu ai biết không? Không ai biết được. Họ đến đây có ai biết không? Không. Vì có ai đâu, chỉ có các pháp sanh lên và hoại thôi. Thế như vậy, nhưng mà máu của chúng ta, Đức Phật đã nói cho chúng ta biết nè, khóc về cha, về mẹ, về sự cô đơn, lữ thứ, về buồn tủi, về chia ly, về đói khát, về cô quạnh, đã là hơn bốn biển rồi. Xương của chúng ta, tử sanh hồi, chất như núi rồi. Cũng sao vậy? Vì vô minh chúng ta không có hiểu biết về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này. Không có nhàm chán được sắc, thân, hương, vị, xúc này. Không có loại bỏ được ý niệm về ngã. Vậy thì còn cách nào khác để cho chúng ta loại bỏ ý niệm về ngã không? Không có cách nào ngoài chúng ta nghe pháp, tìm hiểu kỹ lưỡng và phải biết rõ được cái con đường phát triển trí tuệ một cách đúng đắn nhất. Đừng có chú vào một cuốn sách của một thiền sư nào đó rồi cho đó là đúng, mà phải kiểm tra các cái thực tại trong đời sống hàng ngày này xem chúng ta có thực sự hiểu biết hay không. Thì đó là cái trí tuệ mà Đức Phật dạy về bốn niệm xứ sẽ dẫn đường để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái thấy nó sanh lên chúng ta biết mà, nghe biết mà, nếm biết mà, tham sanh lên cũng biết mà. Thì chúng ta chỉ cần thêm một chút nữa là chúng ta nghe pháp, chúng ta biết rõ ở đây có một, chỉ có tham này là pháp thôi. Và tham này nó không phải là sân. Do vậy không có ai tham ở đó. Vậy chúng ta biết là tham này nó là pháp xứ hả? Và chính cái tâm tham là ý xứ. Chính cái tâm đó. Còn cái tính chất tham là pháp xứ. Như vậy là ý xứ là nội phải không? Còn mà sở hữu là ngoại phải không?
Và tham thì nó phải có duyên Đức Phật đã dạy rồi, phải, nếu mà chúng ta thấy không có thấy, không có cái thấy thì làm sao có cái dẫn đường để cho cái tham nó sân khởi. Với cái được thấy, không có cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Nó phải có cái nguyên nhân, nó phải có cái nhân duyên để nó mới dẫn đường cho các pháp khác sanh. Cái này sanh, diệt đi cái kia mới sanh chứ. Như vậy mà tâm tham nó không đang sanh khởi thì có ai hiểu được tham? Chắc chắn là không hiểu được tham rồi. Chúng ta có ngồi thiền, có đắc định mấy chăng nữa cũng không hiểu được tham này, bởi vì lúc đó đâu có tham đâu mà hiểu, lúc đó đâu có cái thấy đâu mà hiểu. À, chính vì vậy cái thiền Vipassana là một điều vô cùng đặc biệt mà Đức Phật dạy. Là luôn luôn nghe pháp và phát triển để hiểu về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Bởi vì những cái pháp này nó là thực, mà nó đã là thực thì nó là đối tượng của trí tuệ, của tứ niệm xứ, của tứ thánh đế. Khi mà chúng ta cầm một cái gì đó thì chúng ta chỉ thấy, lúc mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta chỉ thấy mỗi cái thức nó đang kinh nghiệm cái cứng này thôi. Chúng ta biết rõ cái thức đó là cái thân thức, nó thuộc về thân thức. Nếu mà không có cái thân thức đó thì không có thể biết được cái nóng cái lạnh, cái cứng cái mềm. Không có ai biết cái nóng cái lạnh, cái cứng cái mềm cả, mà chỉ có một cái thực tại đó nó biết thôi. Nó đâu phải là của tôi, đâu phải là tự ngã của tôi. Nó đâu có chọn được cái cứng mềm. Chính là nhân duyên. Và hàng ngày vô lượng cái mà chúng ta xúc chạm cái cứng mềm, chúng ta có bao giờ có chánh niệm được một chút nào về nó? Khó lắm. Cho chúng ta thấy nè, vô minh là như biển cả, phải không? Cái đó là một sự thật. Chúng ta không có chân thật với chính mình, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta người trí, không là trí 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 không, thì xin thưa với các bạn nè, vô minh nó giết chết, giết chết liền. Như vậy khi mà Ngài nghe được Đức Thế Tôn giảng về Pháp rồi, thì Ngài thấy, ủa, sao mà nó tuyệt diệu vậy? Ngài bỏ cái sự nhảy nhót ca múa đi, và Ngài phát triển chánh niệm, thu thúc các căn trong một thời gian, thì Ngài chứng đắc A-la-hán. Và qua đây chúng ta thấy rằng suốt cả một cái hành trình Đức Phật, tại sao vậy? Đức Phật phải đi giảng dạy 45 năm. Vì thực tại là vô cùng sâu kín. Và vì duyên của các chúng sanh, chỉ khi nào được nghe pháp thì mới giác ngộ mà thôi. Còn nếu mà thiền định thì ở bên Ấn Độ thời đó là có cả ngàn cả triệu cái vị tu tập thiền định. Nghe pháp là nghe về những cái điều rất là thiết thực trong đời sống hàng ngày mà chúng ta quên mất về nó, quên mất về nó.
Và thậm chí là chúng ta không có đắc thiền, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết chánh pháp của Đức Phật, cái trạng thái mà thiền á, lúc mà có trí tuệ đó, là nó đã có rồi. Nhớ như vậy, nó đã có cái nhân của nó rồi. Nếu mà không có nhân làm sao mà phát triển được? Một bởi bản chất của trí tuệ khi nó sanh lên nè, nó đã đầy đủ cái sự an tịnh, đã ly dục ni bất thiện pháp rồi. Do vậy khi có trí tuệ mà các ngài thấy phù hợp với nhân duyên của an định nữa, thì ngài chú vào trong đó. Đó mới là cái chân chánh. Nhưng mà ngài không cho đó là cái pháp giải thoát. Ngài không có lẫn lộn với chúng ta. Do vậy chúng ta cần phải biết điều đó. Thì quý vị cứ kiểm tra kỹ xem là nó chỉ có 20 năm sở hữu tình hảo thôi. Nếu mà chúng ta phát triển về thiện dục giới thì sanh về dục giới, phát triển thiện sắc giới sanh về sắc giới, phát triển thiện về vô ký thì về vô sắc giới thì sanh về vô sắc giới, mà phát triển về tứ niệm xứ thì sanh về siêu thế. Có phải là quý vị có chạy đi đâu khỏi 20 năm sở hữu tình hảo đó không? Mà phát triển cái gì đi chăng nữa thì cũng chỉ bằng tâm trí tuệ. Phát triển hiểu biết là phải có trí tuệ, không thể phát triển bằng vô minh được. Như vậy là bản chất của trí tuệ sanh lên đã có sự an tịnh rồi, có định sẵn rồi. Vậy chúng ta có cần làm thêm cái điều gì nữa không? Hay là chúng ta chỉ cần phát triển trí tuệ thôi? Phát triển trí tuệ là con đường đúng nhất. Không có phát triển đó là không có ra khỏi sanh tử luân hồi. Và phát triển bằng cách nào? Đó, những cái thực tại sanh khởi trong đời sống hàng ngày, nó là pháp đó. Thay vì chúng ta cầm cái nồi cái niêu thì lúc đó có trí tuệ chúng ta biết. Không có ai đây mà chỉ có cái cứng cái mềm và cái biết cái cứng cái mềm này. Không có cái tay, không có cái nồi ở đó, được không? Khó. Nên là chúng tôi nói quý vị này nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế là như vậy. Chúng ta thấy rất là phú.